Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 224 của kênh công nghệ TLD. Các bạn, cũng như mọi ngày thì mình tên Đương và Duy sẽ thay nhau trả lời những hỏi đáp của các bạn ngay sau đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Tận cùng đến câu hỏi đầu tiên, số hỏi đáp thứ 224 ngày hôm nay của bạn Quốc Hỷ Thái. Cho em hỏi là con Acer Nitro 5 2019 GTX 1650 i7 9750H thì chạy được tốt AutoCAD với lại Revit không ạ? Em cảm ơn ạ. Em ơi, với cấu hình như này là khỏe rồi em. Với CPU đời 9 em thử biết nó là 6 lõi 12 luồng sẽ hỗ trợ em Revit rất là tốt. Bởi vì Revit khi em render thì rất cần hiệu năng của CPU. Còn với cặp hình GTX 1650, nếu để so sánh với bản GTX công ty cũ thì cũng đã mạnh lên đến 40% rồi. Nói chung là hai công việc của em có thể hoàn toàn thoải mái và có thể cày kéo những cái tựa game nặng trên thị trường chuyên nghiệp thì cái máy này em vẫn có thể chơi được. Nhưng chú ý thì Acer thì có vẻ như hệ thống tản nhiệt làm mát thì hơi nóng một chút thôi. Còn mọi thứ thì chiếc máy này với giá và cấu hình như này là ok em nhé. Vâng, ta sẽ cùng đến hỏi thứ hai của bạn Phương T. Anh ơi, máy em Lenovo i5 30 bản i5 đời 8 1050 4GB, chỉ có SSD 512GB, vậy có thể nâng cấp thêm mẫu HDD không ạ? Máy còn bảo hành nên em không dám mua máy ạ. Em, máy của em hoàn toàn có thể nâng cấp thêm một ổ cứng HDD hạn với chuẩn đó là 2,5 inch SATA 3 trong máy bình thường em nhé. Nếu như mà vẫn còn tem bảo hành thì anh nghĩ là mang qua chỗ cửa hàng máy mua ấy, hoặc hệ thống siêu thị có thể là lắp vào để tránh trường hợp là người ta lại bảo là tem rách không được bảo hành. Thì em cứ mang qua đấy nâng cấp cho chắc em nhé. Chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi thứ 3 của bạn Sam Dio. Anh ơi, em edit video nên chọn Acer Nitro 5 2019, mã là AN515 hay là Asus ROG Strix G531GD? Em cảm ơn ạ. Nói thực sự thì anh lại rất thích cái con Asus ROG Strix G531 nhá. Thứ nhất là máy có hình thức thiết kế bên ngoài tương đối bắt mắt với hệ thống tản nhiệt làm sạch không khí từ bên ngoài. Nếu trong tình huống này nếu là anh thì anh sẽ chọn con Asus nha em nhá. Và tất nhiên là chiếc Acer thì cũng được thôi, nhưng ở đây là sở thích và hai chiếc máy đều được định hình ở phân khúc là gần như là kiểu nó đối đầu nhau ấy. Còn cấu hình thì có thể là tương tự nhau, còn hiệu năng thì anh đánh giá có thể là nó sẽ tương đối như nhau, nhưng cái sở thích với cả hệ thống tản nhiệt thì anh thấy con Asus thì nó ngon hơn em nhá. Và kể cả tỷ lệ bao phủ màu thì chiếc Asus cũng tương đối tốt và độ sáng màn hình đạt 300 nit anh thấy khá ok nhá. Chúng ta cùng đến câu hỏi thứ 4 của bạn An Lu. Anh ơi, có máy nào 10 củ chơi game ngon 8GB RAM với lại có cạc rời không ạ? Trong tầm 10 củ à? 10 củ thì nó có hai con như này nhá. Nếu em chọn con Dell Latitude 6540 ấy, thì con này thì thuộc máy kỹ thuật, vừa làm công việc kỹ thuật và chơi game thì cũng tàng. Tầm gian 8GB nó cũng khoảng 10 củ là em mua được i7. Trong đó nhỉnh hơn một chút thì em mua con 7557 Gaming ấy, thì con này nó hơn cái là nó có cặp hình là GTX 960, dung lượng 4GB, nhưng giá máy nó là 11.500.000. 11.500.000 nhưng nó nhỉnh hơn là cả GTX, thì GTX nó sẽ hỗ trợ em chơi game rất là khỏe. Thì em có thể chọn con phiên bản Dell Inspiron 7557 nữa em nhé, 11.500.000 em ạ. Rồi, ta sẽ cùng câu hỏi thứ 5 của bạn Đạt Ngô. Anh ơi, cho em hỏi là con Dell G3 3590 i5 9003H card GTX 1050 em dùng để lập trình, còn dùng một số phần mềm chỉnh sửa video nữa thì có ổn không ạ? Em cảm ơn ạ. Lập trình của em thì nó cần CPU khỏe một chút là ok rồi. Còn với ở đây thì chúng ta sẽ có i5 9003H thì cũng ok. Mà GTX 1050 kể cả edit video 4K thì đã edit được rồi. Chú ý là nâng cấp ổ cứng SD cho máy chạy cho nó mượt. Nói chung là với tầm phân khúc 20 củ thì con Dell G3 đó là ngon rồi em nhé. Còn giờ cùng đến với câu hỏi thứ 6 của bạn Vĩnh Nguyễn. i5HQ card R7M360 và i7-6820HQ VGA on là 530 thì cái nào hơn ạ? Nếu như làm các công việc render thì với CPU i7-6820HQ thì chắc chắn là ngon hơn con i5 kia rồi em ạ. Với card màn hình ở đây, card on, nếu mà em sử dụng các phần mềm đồ họa hay chơi game mà các phần mềm đó nó liên quan đến card màn hình thì lại có card màn hình rời thì nó lại nhỉnh hơn. Nên trong tình huống này thì anh nghĩ là cái lọ nó bù cái kia, thì với i7-6820 thì cũng khỏe với lại Vega on. Và nếu như em sử dụng các phần mềm đồ họa mà yêu cầu tính năng sử dụng một card màn hình, ví dụ như chơi game thì con card màn hình AMD R7M360 thì cũng được em ạ. Thì ở đây thì hơi cân đối với cái nhu cầu dùng của em. Em cần CPU nhiều hơn hay cần card màn hình nhiều hơn để em lựa chọn cho nó hợp lý em nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 7 của bạn TikTok. Dell M4008 cấu hình 3 giá 14.7 triệu liệu có phục vụ tốt cho ta viết lâu dài không ạ? Có con nào giá đó mà ngon hơn không anh? Ngoài tư vấn giúp ạ. Nếu như thực tế để mà em sử dụng các công việc kỹ thuật thì với Dell M4008 thì đây là cái máy nó siêu châu bò rồi. Còn với các phần mềm Revit thì chiếc máy có thể cày kéo thoải mái mà, kể cả Revit 2019 thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà em muốn ngon hơn thì chắc chắn là em phải chọn dòng máy gaming thông thường. Bởi vì hôm nọ anh cũng đã làm một bài phân tích rồi, giữa cùng tầm tiền, một chiếc máy gaming và một chiếc máy chạm thì chắc chắn là chiếc máy gaming sẽ có cấu hình tốt hơn. bởi vì vỏ máy hoặc là có thể nhiều tiêu chuẩn về độ bền thì những chiếc máy gaming nó sẽ không đảm bảo bằng so với dòng máy chạm. Nhưng với tầm 14 triệu 7 anh cho là em mua đi, thì em có thể mua con Dell 7559 phiên bản i7 luôn. Nó trang bị i7 6700 AQ, RAM 8GB SDM128 và cặp nền GTX 960 dung lượng 4GB. Nếu để so sánh với hiệu năng về làm đồ họa thì chắc chắn nó sẽ nhỉnh hơn cả phiên bản Dell M48, nhưng nó là máy gaming em ạ, thì em có thể cân đối cái nhu cầu dùng thực tế. Chiếc máy gaming thì bao giờ sẽ có cấu hình cao hơn, cặp màn hình khỏe hơn và chơi game tốt hơn, nhưng giá lại rẻ. Còn máy chạm thì em chấp nhận nó là một chiếc máy nó thiên về độ bền, thiên về các công việc kỹ thuật, thiên về đồ họa mô phỏng. Đấy, thì em có thể cân đối tầm tiền cũng như nhu cầu thực tế của em rồi sau đó thì em sẽ lựa chọn em nhé. Vâng, dạ thì cùng đến với câu hỏi thứ 8 của bạn Thành Nguyễn Xuân. Em là sinh viên năm nhất, anh có thể tư vấn cho em một laptop dưới 20 triệu, máy mới đập hộp, không phải chip U, dùng để viết code, Photoshop và chơi game nhẹ như Liên Minh Huyền Thoại và FIFA Online 4. Em cảm ơn ạ. Không phải chip U mà dùng các công việc của em thì nó chuẩn rồi. Em ơi, với tầm tiền máy đập hộp của em ngon nhất đó là phiên bản Dell G3 3579 các bạn. Như cửa hàng anh đang bán nó là i5 8300H, RAM 8GB SDM128, cộng cặp hình là GTX 100 Ti, màn hình Full HD IPS và kèm theo một ổ cứng SSD. Nhưng mà bây giờ SSD là anh nói luôn là 180. Còn khi mua máy đập hộp thì nó chưa có, thì anh bán kèm vào thì là 18.500. Đây là một trong những chiếc máy có cấu hình khỏe nhất để làm đồ họa tốt nhất, đặc biệt là cả đồ họa GTX 100 Ti. Đấy. Có một con thứ hai nữa đợt này anh đang sale nữa, đó là con HP Omen 15T. Máy này trang bị đó là i7 7700HQ, RAM 8GB, SD sẽ được kèm theo là 180 và cặp hình cũng là GTX 1050 Ti. Máy mới đập hộp và anh đang bán là 17.800. Đây là hai chiếc máy đập hộp có cấu hình khỏe nhất trong cái phân khúc giá đầu tư, thì em cân đối nha em nhé. Vâng, ta sẽ cùng đến với hỏi thứ 9 của bạn Nguyễn. Anh tư vấn giúp em máy ThinkPad L490 có ổn không ạ? Và máy đó có lắp thêm led phím được không ạ? L490 phiên bản cao cấp có lắp được led phím em ơi. Và với tầm tiền của em thì chiếc máy này nó thuộc phân khúc là dành cho các bạn lập trình này, trong các công việc cơ bản về văn phòng, dân kinh doanh, dân kế toán. Máy không được trang bị cả đồ họa rời sử dụng chip U thì nó chỉ phù hợp với công việc vừa rồi. Em có thể chơi game và làm đồ họa cơ bản là ok. Còn nếu làm đồ họa và chơi game chuyên nghiệp thì chiếc máy nó sẽ không phù hợp. Em cân đối trước khi em mua máy em nhé. Còn độ bền với cả bàn phím của chiếc máy này dùng sướng lắm em ạ. Vâng, ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 10 cũng là câu hỏi cuối cùng cho số hỏi đáp 224 ngày hôm nay của bạn là Cross Gamer. Cho em hỏi là ép zoom màn hình thì có hại gì cho máy không ạ? Và cách để kiểm tra xem máy có khả năng ép zoom màn hình lên bao nhiêu hertz ạ? Em đang ép lên 65 hertz, cần biết nó ép đến bao nhiêu là giới hạn, không được lên 60. Em ơi, nó tùy vào những chiếc máy, thì có những chiếc máy sẽ hỗ trợ cho em ép zoom mà có những chiếc máy không. Nhưng thông thường thì các nhà sản xuất thì họ đã tính toán rồi. Cái tần số quét bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào phần cứng của máy. Còn nếu mà em có ép zoom lên thì anh nghĩ nó cũng sẽ không có hỗ trợ được gì nhiều lắm, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái game em chơi nữa. Đấy. Còn nếu mà từ 60 ép lên 65 thì nó chả lên, nó nói lên nghĩa lý thì cả. Còn thực tế thì một số màn hình có thể ép được lên khoảng 120 Hz. Nhưng nếu mà ép lâu mà cái gì mà dùng quá thì anh nghĩ nó cũng không tốt, bởi vì thiết kế nó không phải là từ cái tần số quét đó. Thì em có thể cân đối, chứ còn nếu mà chơi game cái thứ thì nó phụ thuộc nhiều yếu tố, mức FPS này, mạng của em là nhanh hay chậm này, rồi máy của em có khỏe hay không. Chứ còn ép lên, ví dụ là em có ép chẳng hạn, nhưng cái game của em, cái máy của em nó yếu, nó không kéo được mức FPS, và cái game em nó nặng không kéo lên nổi FPS đấy thì nó cũng là lãng phí, chẳng có nghĩa gì cả em nhá. Vâng thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp thứ 224 của kênh Công nghệ TLD. Và cũng như thường lệ là cứ 2 ngày thì chúng tớ lại có một số hỏi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, cần tư vấn về Macbook, các câu hỏi phần mềm, phần cứng hay nâng cấp, đánh giá máy thì anh em cứ vui lòng đặt các câu hỏi bên dưới. Chúng tôi sẽ tổng hợp biên tập và quay những video trả lời như này, hoặc có thể trả lời trực tiếp qua tin nhắn. Còn nếu các bạn có thể là thấy chat lâu quá thì có thể gọi điện trực tiếp cho mình. Số điện thoại của mình là 077 357 và 4 số 9 ở cuối. Mình sẽ giải đáp 24/24 các bạn nhé. Hy vọng là các bạn ủng hộ kênh bằng cách là chúng ta bấm cái chuông bên cạnh và đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.